Hello cả nhà, sáng hôm nay mình làm một mẫu design với long nails rainbow colors and super super clear luôn nè. Đó, clear dễ sợ không mấy anh chị? Trong gel có clear đẹp bên dưới, nhìn cái bông của mình ẩn đẹp không? Bông này cũng là bông mới luôn nha. Trong tuần này sẽ có bông mẫu này lên cho mấy anh chị mua trên website của mình. Đó, vô mùa hè xài bông đẹp chưa, đẹp chưa? Và làm sao cho nó clear thì coi clear đây mới là một mẫu clear đầu tiên để cho mình nhìn. Đó, mình thấy nó trong giống vậy mà làm cũng nhanh lắm luôn á. Bây giờ em làm cái ngón tay này cho mấy anh chị coi, ngón này làm xong nè. Chưa có dũa mịn đó. Sofa xong là nãy vậy rồi. Trước tiên á, giờ làm cái ngón này cũng là bông flower luôn nha. Trước tiên á là em sẽ cần cái Opal Unicorn Blue màu số 84 trong Opal Collection. Rồi. Cả nhà khỏe không? Gắng làm like tuần này, tuần sau là đi lớp rồi cả nhà ơi. Tuần sau là hẹn gặp lớp Cali nha. Rồi đó, bắt đầu đi lớp glitter ngay chỗ phần cuticle. Cho nó đủ cái độ dày, sau đó em miết cho nó blend xuống giống như là ombre đó. Cho nó blend, cho nó rơi xuống nè. Bên này có đồ che mới cho mấy anh chị nè. Thông thường thì Ngân xài bột crystal clear của công ty, nhưng mà nếu anh chị nào mà xài bột crystal clear rồi mà còn muốn clear thiệt là clear clear mà trong thiệt là trong luôn á thì xài thử cái loại này, mấy anh chị sẽ rất là thích vì nó trong cực kỳ. Đây cho mọi người coi mới nó là cái gì, chưa có trên website luôn nha cả nhà nha, của Tap Design, chuyên để làm encapsulation nail. Đó, nguyên cái kit nó vậy, chuyên để làm encapsulation. Nó gọi là Arch Nail System. Và trong như giọt nước đây là nó đó. Trong này nó sẽ có 4 chai. Một chai của nó là một chai bự nhất của nó là có cái vòi giống như này để mình bơm cái gel ra cho nhanh và super clear. Rồi 4 chai nhỏ, nó là sẽ có một cái chai là Bonder Arch Gel để bỏ design lên, một chai finish là cuối cùng. Chai giữa là cái chai rất là vui nè. Chai giữa là cái chai này để mình gai cái gel nó đi đâu mình muốn. Cái góc của nó là góc xéo giống vậy. Để khi mà mình làm frame tip mình đẩy lên hai góc hai bên cho nó dễ. Và mình làm là cái outline của nó. Rồi bắt đầu nè. Trước tiên là mình sẽ xài cái chai Bonder Art Gel. Cái này nó là cái gel để cho mình bỏ design lên thì mình có thể sơn nguyên móng luôn. Gel này nó đặc nha mấy anh chị, không có chảy, nó là loại đặc. Ok, xong. Sau đó ở đây mình có hoa khô. Anh chị nào muốn mua hoa khô thì comment chữ bông. Rồi trong tuần này hoa khô lên là em sẽ gọi cho mấy anh chị để order. Hoa này số lượng có giới hạn nha mấy anh chị. Cái mẫu của nó mà nó có mấy cái chấu xung quanh như này. Cái mẫu này nó rất là giới hạn. Nó bán theo mùa luôn á, hết mùa là nó hết hàng. Đó, mình đi chồng chéo nhau vậy nè cho nó ra cái kiểu. Rồi cái tới đây cái nó rơi cái màu vàng xuống đây. Mình cho màu xanh lá xuống nữa thì mình cho thêm nó xuống đây. Mình cho thêm một màu này xuống đây luôn cũng được. Màu cam hoặc là màu hồng. Chắc lấy màu cam, cam thích màu cam hơn. Flower nails. Không, mình đi hết móng luôn đi cho nó khác móng bên kia. Ok, mình đi hết móng từ trên xuống dưới luôn nha cả nhà nha. Đi hết móng luôn. Vẫn nhìn thấy được cái độ clear của móng. Mấy anh chị thấy cái Bonder Art này khi để lên á, những cái hoa khô, những cái glitter thì nó sẽ nằm giống như vậy luôn. Còn nếu như những cái glitter nào mà nó to, nó dãnh lên á thì mấy anh chị chỉ cần lấy một cái đèn treo, lấy cái đèn mà silicon nó ịn vô một cái là cái bông nó sẽ nằm sát xuống. Và như vậy là mình hơ đèn luôn. Rồi sau đó sẽ cho đi chấm cái này nằm xuống, chấm cái này nằm xuống. Rồi cho đi hơ đèn. Cỡ 10 giây thôi à. Hello, hello mấy anh chị.
đi một nửa đẹp hơn hả, một nửa ngón kế bên một nửa rồi, ngón kế này thôi kệ mình đi luôn cho nguyên móng cho nó bonus cho người ta luôn. Bông mà cũng đi bonus luôn cho hết cái dĩa để cũng thôi dư. Ok, nãy giờ ba ngón mình làm đi phân nửa rồi, giờ ngón này mình đi cho nó lạ chút xíu. Rồi qua kế tiếp thì em sẽ cần cái chai thứ hai là level gel và cái super clear nè. Hello, chào chị Chi. Có anh chị nào ở trong này ở lớp Cali chuẩn bị cuối tuần tuần sau mình sẽ gặp hay không? Đó, rồi bắt đầu bây giờ làm sao cho nó đi clear nguyên móng đúng không? Ở đây cái phần độ dày trên này đã đủ rồi, cho nên mình đi một cái lượng gel trên này nó nhỏ thôi. Đó. Rồi xuống dưới đây, từ đây trở xuống nè, mình sẽ đi cái lượng gel nó lớn hơn. Rồi tới đây là ngưng được rồi đó, không có cần phải nhiều quá, nó sẽ tự nó chảy qua hai bên. Ở đây mình sẽ có một cái cây gốc, mình sẽ đi một cái vòng gì nè, cho tất cả các gốc kéo thẳng từ trên kéo xuống, rồi đi vòng qua đây cũng là các gốc, và kéo thẳng từ trên cũng kéo thẳng xuống luôn. Rồi ở đây ví dụ mình muốn đẩy cái treo lên chính giữa thì cứ cầm cái cây này đẩy nó lên chính giữa dạng cái. Rồi vậy bắt đầu mình xoay úp nó lại vậy nè, trong vòng 3 giây thôi cho nó đều cái đường xương sống chính giữa của nó đó mấy anh chị. Khi nào có lớp bên đó à, chị có lớp ở Naples. Naples là ở đâu? Naples là Florida hả? Hả mấy anh chị? Rồi sau đó nè, cầm hai góc hai bên đây, vuốt thẳng một đường từ trên xuống vậy. Rồi cho đi hơi đèn 30 giây. Ok. Rồi móc ngược lại một cái nữa thêm cho nó đi hơi đèn là xong. Nó không có chảy ra hai bên. Dù ở giữa này mình thấy mình muốn đưa cái cục treo này lên chính giữa thì mình cứ cầm cái cọ này nè. Cái này là cái cỏ xéo cho nên mình cầm mình đẩy nó ngược lên trên đây, cái là nó sẽ nằm nó yên đây. Đó, nguyên cái đường chính giữa của mình đã thẳng rồi mấy anh chị thấy không? Rồi, sau đó cho đi hơi đèn 30 giây là được ha. Rồi. Từ ngân đi qua 2 tiếng rưỡi ha. Ok, nếu mà vậy chắc mở lớp ở Clearwater nó dễ hơn, mấy chị chạy xuống Clearwater chơi, dẫn gia đình đi chơi với lại mấy anh chị tiểu bang khác cũng qua Clearwater ở dễ hơn. Nhưng mà chắc cũng qua năm sau, năm nay của mình là tháng 8 là em đi Cali, rồi tháng 9 là đi Houston, tháng 10 là lớp bên Việt Nam. Đó. Lớp Việt Nam thì dạy kỹ thuật y chang như những kỹ thuật mấy anh chị học bên Mỹ này luôn á. Rồi có nhiều chị nhắn tin vô nói trời ơi, phải mà Ngân mà mở lớp công ty Journal mà mở lớp ở Việt Nam trước đây là qua đây chị đâu có cần phải đi học lại lớp của em. Chị qua đây chị đi làm một năm trời rồi bây giờ phải đi học lại lớp của em bên này. Trong khi hồi xưa Việt Nam chị cũng đi học làm nail rồi. Mà qua đây giờ phải đi học lại lớp của em. Biết vậy hồi đó mà công ty mở sớm là chị khỏe rồi, chị qua chị đi làm được liền luôn. Ok. Rồi ra nó clear rồi nè mấy anh chị. Rồi bắt đầu mình chỉ cần vũa cái mặt này nó phẳng xuống một cái nữa là xong ha. Rồi ở đây mình sẽ có cái chai số 1, 2. Bắt đầu mình có chai số 3. Chai số 3 thì mình sẽ bỏ lên nguyên móng luôn. Cái tay khách nó để nghiêng, nó bị chảy qua bên nè. Rồi mình cho đi hơi đèn nhanh cái. Rồi sau đó ở ngoài đây là mình chuẩn bị. Ở đây em sẽ xài hũ bột màu số 209. 209 đắp ở đây, đắp nguyên móng luôn nha mấy anh chị nha, nguyên móng một màu thôi. Ok, hold on 30 seconds, you got to wait 30 seconds. Đó, sau khi mà lấy ra khỏi cái gel là mấy anh chị có thể bắt đầu mình vũa được liền luôn rồi. Right, take out. Ok, ở đây là mình bắt đầu mình có thể mình vũa được liền rồi nè.
cái móng của nó rất là trong. Đối với những cái design mà encapsulation đó là mình muốn cái móng này tạo thiệt là trong. Một là mình xài bột clear, và bột clear nó phải đủ clear. Và hai là mình có thể mình xài những cái gel. Cái này là nó design cho bên chuyên về encapsulation thôi. Cho nên là mấy anh chị xài để mà ẩn bột, ẩn hoa, ẩn bông, ẩn kiều, ẩn cái gì đó. Và nó xài được cho gel, gel builder, gel tháp, gel thì là móng úp, hoặc là móng bột là xài được hết luôn. Đặc biệt là nó xài cho móng bột rất là đẹp. Rồi ra cái xếp móng rồi đó. Rồi, vậy là xong. Bây giờ bắt đầu mình quay sang, mình sẽ chùi một cái, rồi mình sẽ làm những móng bột và một hồi mình vuỗ một lượt luôn ha. Rồi, để mấy anh chị nó ra trong gieo vậy nè. Nhìn đã mắt chưa cả nhà. Đó, rồi bắt đầu bây giờ mình quay sang mình đắp móng bột nha. Đắp móng bột thì Ngân xài màu số này là màu số 209 của Hand in Hand Collection. Đó. Rồi, bắt đầu mình để nè, mình tháp hai bên ôm vô nè. Rồi di chuyển xuống. Vẫn là hai bên ôm đều vô nè mấy em. Thấy không mấy anh chị? Trời, kỹ thuật một cục bột mấy anh chị ơi. Đắp á, nhìn thì dễ, nhìn ghiền con mắt luôn á. Mà chưa biết control là mình sẽ làm nó khó lắm. Còn mà làm được rồi á, nó vừa nhanh, nó vừa dễ, mà vừa thích nữa. Đó, lớp Kali ready cho tuần tới chưa? Mình sẽ học kỹ thuật này nha mấy anh chị nha. Lớp Kali như đã đầy chỗ rồi thì phải, em nhớ là đầy chỗ rồi. Houston thì còn có 2-3 chỗ nữa là xong. Đó, anh chị nào mà đăng ký lớp bên Việt Nam để học chuẩn bị qua Mỹ á, là cũng sẽ học cái kỹ thuật y chang giống vậy luôn nè. Đắp xong ra một cục bột là mình xong nha, mình không có mất thời gian nha. Anh Mai 209 giữ giọng nha chị. Trời ơi, hàng quanh năm luôn á Yến Ngọc ơi. Nói vừa làm live vừa làm show thứ tư rồi, cho nên là quanh năm cái giọng nó khàn luôn á. Thần tượng Hồ Ngọc Hà lắm, cho nên giọng khàn giống Hồ Ngọc Hà luôn hay sao không biết. Rồi nè, hai bên ôm vô nè, ở giữa bắt đầu mình đi từ từ nương tay nè. Rồi bắt đầu vuốt vuốt nè. Đó. Nhìn rõ không cả nhà? Cả nhà nhìn rõ hay không? Rồi, bập 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 bập. Lâu lâu dính vớt một cục lên là nằm yên, đúng một cục và đúng một cục, không có lấy thêm và không có dư, không có thiếu một chút nào hết. Đó, đắp cái móng dài thòn lòn qua cái cầu Sài Gòn mà mình làm nhanh vậy đó. Rồi, ngón cái nó to quá đi, cho nên là mình làm hai cục bột đi cho nó đỡ nhức đầu. Tém lại nè, tém nè.
Khỏe không anh Mai? Tháng 9 còn có 3 tuần nữa hả? 3 4 tuần gì nữa là lên cho nó gặp anh Mai. Anh Mai ghé qua showroom chơi nha anh Mai. Có cái sự kiện gì? Lễ hội mùa thu trên Atlanta, Georgia. Ở đây có anh chị nào chuẩn bị đi lễ hội mùa thu Atlanta, Georgia hay không? Mình có booth ở trên đó nha, công ty có booth nha. Mọi người nhớ ghé sang check in với công ty, bỏ tên xuống để bốc thăm trúng thưởng là ba cái điện thoại iPhone 13 luôn á. Nhớ ghé rồi bỏ tên ghi danh xuống nha cả nhà. Quay số trúng thưởng tới cái ngày hết cái ngày 3 ngày lễ hội mùa thu của tháng 9 đó là mình sẽ quay thăm bốc thăm trúng thưởng trực tiếp luôn. Trời hồi hộp quá. Quan trọng là hai bên nó phải đủ bột. Miết xuống, miết xuống. Xong rồi nghe. Kính thưa quý vị là em đắp xong cái móng rồi đó nha. Rồi đó. Nhanh không cả nhà ơi? Rồi xong, sau đó mình rửa cây cọ. Cọ của Ngân xài là không có bấm luôn. Cọ của công ty Channel mấy anh chị mua về xài không bấm nha. Xài xong rửa chùi cho nó sạch, không còn bột trong cọ, vuốt nằm vô xếp giống như vậy. Rồi để đây, ngày mai đem ra xài tiếp, không cần phải bấm, không cần phải bóp. Sao mình lấy bột mà bị khô nhanh là lý do gì? Bột bị khô nhanh nó có nhiều lý do. Một là cái liquid đó nó khô nhanh. Chị xài cái liquid nó có nhiều loại, nó có loại khô rất là nhanh thì mình phải coi cái liquid của mình. Thứ hai là cái nhiệt độ phòng của mình. Nếu mà cái nhiệt độ phòng mà nó nóng quá thì nó cũng làm cho bột nó khô nhanh. Rồi thứ ba mình lấy không đủ nước, cầm lên cục bột nó cũng khô. Cọ đẹp phải không bé 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 Yến Ngọc? Trời ơi, xài đã lắm, chị xài không bao giờ chị bấm cọ nha, mà xài rất là ngon. Rồi nè mấy anh chị, tới bắt đầu tới cái chóp này nè, nó dễ lắm nha. Cầm cái dũa cứ đi thẳng từ dũa đi lên như nè. Trời ơi, giờ này khó dũa tay lắm, không biết tại sao nữa. Đi vậy nè, đó là cái tôm móng của mình nó sẽ cong, nó đẹp và nó ôm. Tại cái này nó treo mà mình không có cần phải dũa nhiều, cho nên mình dũa kiểu này cho nó nhanh. Chứ trong tiệm mà ngồi dũa kiểu này, coi chừng nào thu tiền, nó chê chứ dễ lắm. Khi mà mình đã quen, mình đã biết cách dũa rồi đó mấy anh chị. Đi sang mấy đường là nó đã ôm, nó đã xong rồi. Tính ra đi cái này mà mình biết đi nó còn nhanh hơn là mình chạy máy. Nếu như mà mình bắt nó ra cái xếp sẵn và mình đi chỗ này nó nhanh hơn mình chạy máy. Để chạy máy mà mình không biết chạy, một hồi cái xếp nó tùa lưa, rồi lúc đó mình sửa lại rất là cực. Em có một chị khách mắc cười lắm. Chị nói cho chị nhắn tin cho Ngân, chị nói cho Ngân ơi chị có like của em, tại chị người Huế. Chị có like của em nhưng mà sao có nhiều khi em dùng nhiều từ Việt Nam mà chị không hiểu là nói cái gì. Giống như cái tại vì mấy anh chị biết mỗi vùng miền á mình có cái cách nói khác nhau đúng không? Miền Tây á là nói cái từ hay nói lóng lắm. Giống như là nó ra cái mặt móng ấy thì nó ra từa lưa, dũa nó ra từa lưa. Thì chị nói là có nhiều từ em dùng mà tiếng Việt Nam luôn mà chị không biết là em nói gì. Nghe dễ thương dễ sợ đó. Rồi là xong rồi, là cái móng mình nhìn là xong rồi nè mấy anh chị. Đó, nhanh chưa? Anh Mai mới mua 4 cây cọ của Channel 14 hay 16, em mới nghĩa cọ là em khoe liền. Cọ size mấy vậy chị? Ngân xài size 10. Ngân xài hả? Đâu đây? Ngân xài size 16 nè, hôm nay xài size 16 nè. 14 và 16 là dễ xài, 12 là xài cho móng ngắn. Đó. Rồi. Xong cái móng này cũng vậy. Cứ để đây nè, nằm cái cọ, nằm cái dũa xuống. Đi. Từ góc đi thẳng lên xuống giữa. Bụp. Rồi mấy anh chị, nói là dũa cái này đau tay không, mình đừng có lắc cái cổ tay này, đừng có lắc cái cổ này, lắc cái cổ này nó đau lắm, dũa máy dũa gì cũng vậy. Cứ giữ cho cái tay mình nó thẳng vậy nè, rồi đó.
kéo bập 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 vậy là xong. Còn lắc cổ tay á, là mai mốt già cổ tay đau lắm. Em không có lắc cổ tay, giữ cho cái cổ tay nó thẳng luôn, rồi mình cứ cầm cái dũa vô thế đó, mình kéo đúng cái thế đó thôi, thì nó không đau tay mà nó còn nhanh, nó còn thẳng ra nữa. Còn mình lắc cái cổ tay của mình đi á, là già đau khớp nha. Được ra là giữ nguyên cái tay thẳng, cứ lắc là lắc cái cánh tay thôi. Thì thay vì là chiều về đi làm về phải dành thời gian tập thể dục cái tay, cho cái tay nó thon gọn. Tại vì phụ nữ mà sau 25-30 trở đi á, là bắt đầu sẽ bị sổ cánh tay, sẽ bị sổ cái cánh tay, cái bắp tay. Không tập thể dục là cái bắp tay bự, và cái bắp tay bự là nó làm cho cái người nhìn mập, mà trong khi cái người nó không có mập. Nó chỉ là do cái bắp tay nó bự, cái nó làm cho mình nhìn quai ra, rộng ra hơn. Nhưng mà thực sự người không có mập đó. Thì thay vì phải chiều về là phải tập thể dục, đổ mồ hôi hột luôn, thì trong giờ em làm em ngồi em dũa luôn đó. Tập thể dục chiều về khỏi tập nha, là mai mốt một bên tay phải thì nó nhỏ mà bên tay trái thì nó bự, là tại vì không có dũa tay trái, dũa tay phải thôi. Sao Ngân đang xài sai bao nhiêu vậy? Em sẽ 80-80. Cái loại này là của Korea Quality, là cái material của nó là nhập bên Korea, cho nên là mình xài á, mình thấy nó chắc tay lắm. Và cái dũa nè mấy anh chị thấy nè, em bend vậy nè, nó không có bị gãy, nó không có bị cong quá. Thì mình dũa mình giữ cái shape của nó ra đẹp. Còn nếu như bend mà nó cong, nó quẹo qua bên, nó mềm quá đó, thì dũa nó sẽ bị cái shape nó ra không có thẳng, nó hơi cong. Bao nhiêu tiền một cái cọ? Em không nhớ giá luôn á. Tùy theo size nữa. Giờ Ngân đang xài cái D22 nha. Cái này là cái máy mới của mình nè, cũng là Korea Quality luôn. Cái dũa thần thánh thế anh May. Mấy anh chị cái dũa này, mấy anh chị mua, mấy anh chị xài bền dữ lắm luôn nha mấy anh chị nha. Bền mà quan trọng là dũa đẹp, đẹp bền. Rồi đi cái đầu này quay tròn như cái cây cơm ba, như cái gốc này vậy nè. Rồi nó vậy là xong rồi đó mấy anh chị. Không có cần làm chi lâu. Thì còn người làm nail làm theo cảm xúc thiệt á. Sáng ra làm bộ móng, cái lôi ra 7 màu để vẽ cho nó hợp với 7 cái bông, nó hợp với mấy cái màu bông trên móng. Vẽ xong một tay, giờ làm tay bên này xong, cái bắt đầu bây giờ lười vẽ rồi, không lẽ giờ cho nó đi một bên, một bên vẽ, một bên không vẽ ta. Chứ đang làm tự nhiên cái lười vẽ ngang xương. Đó, anh chị nào mà muốn mua cây dũa xài thì mua một lóc của nó, em nhớ là một lóc 20 cây. Còn mà trong tiệm thì mình mua nhiều, mình mua lần 10 lóc nó giảm giá còn 100-mấy chục đồng á mấy anh chị. 10 lóc là 200 cây, có 100-mấy chục đâu. Đó, dũa nó thẳng băng vậy nè. Đó, một cục bột. Ở đây ai ghiền đắp một cục bột cả nhà ơi. Bai Ngọc, từng sau gặp em. Cả nhà ơi, ở đây ai ghiền đắp một cục bột, đắp móng dài, đắp một cục là xong, không thừa không thiếu, không cần phải dũa. Đó, anh chị nào mà có gia đình ở Việt Nam chuẩn bị đi Mỹ đó, bảo lãnh chuẩn bị đi Mỹ á, muốn cho học nghề để qua bên này đi vô tiệm mình làm được liền á cả nhà. Có tay nghề sẵn khỏi qua bên này khỏi phải đi học bột đồ lại, thì đăng ký cái lớp của công ty Channel bên đó. Tháng 10 này Ngân và Chê về cái lớp đầu tiên là có mặt Ngân và Chê luôn. Những lớp sau thì mỗi lớp nào cũng có giáo viên từ bên giáo viên của Channel Academy từ bên Mỹ về tham gia với đội ngũ giáo viên của bên Việt Nam bên đó hết. Thì cái cách dạy từ chân tay nước cho tới bột cho tới dip, có luôn dạy tiếng Anh luôn, những cái tiếng Anh căn bản á, để qua đây không có bị ngỡ ngàng. Chứ hồi xưa lúc mà em qua, một năm đầu qua, mới tháng đầu ra tiệm á,
khách nó gặp mình nó hỏi you new, trời ơi, nó hỏi mình mới hả, mình thợ mới trong tiệm hả, mà nghe không được. Tự nhiên nghe nó you new cái đầu tim đứng tim hết hồn, cái gì vậy, nó hỏi gì vậy, sợ quá chạy đi kiếm người này người kia. À, hỏi cái ô con khách nó hỏi cái gì vậy, thì ra nó hỏi mày là mày mới hả, mày thợ mới hả, chỉ có như vậy thôi mà chạy hú hồn hú vía chạy đi kiếm người này người kia. Rồi menu thì mình cũng không biết đọc, cũng không biết mời làm sao. Mất đâu tới 1 năm, 2 năm mới nói được tiếng Anh chứ đâu phải dễ đâu. Những cái từ căn bản trong tiệm thôi á. Trong lớp học của mình là có dạy những cái từ căn bản trong tiệm để giao tiếp với khách nha. Để cho mấy anh chị ít gì á, mình cũng chuẩn bị được một ít hành trang để mình đi qua đây. Mình cũng chào hỏi khách nói chuyện confident hơn. Đỡ phải mất thời gian làm quen, tập dượt bên nước Mỹ này cũng tiền không. Đó. Rồi, vậy là xong rồi đó. Dũa chi nữa cho mệt. Cái móng nó có cần dũa đâu mà mình dũa cho mệt. Đó là cái question, cái answer là dũa nhiều. Có cần phải đắp bột xong, có cần phải dũa hay không? Dạ, đắp bột xong không cần phải dũa. Nếu như mà cái móng bột của mình nó đã thon, gọn, đẹp thì mình không cần làm gì để phải dũa nó hết. Còn nếu như cái móng của mình nó có lởm chởm chỗ nào mà nó cao, nó thấp thì mình mới dũa cho nó bằng. Cái xếp chỗ nào chưa đẹp thì mình mới dũa ra cho nó đẹp. Còn một khi mà nó đã đẹp rồi, giống như ba má đẻ ra đẹp sẵn rồi thì đi làm đẹp nữa làm chi, phải không mấy anh chị? Khi nào mà có vài chỗ mình chưa vừa ý hoặc là mình muốn đẹp hơn thì mình mới đi làm đẹp hơn. Rồi giờ ba má đẻ ra cái móng đẹp giống vậy sẵn rồi, thẳng băng, bề ngang, cao, dài, đầy đủ hết rồi thì mình đâu có đi chỉnh sửa làm chi, uổng công ba má. Rồi bắt đầu giờ top coat nè. Trước khi vẽ đó thì em cũng đi top coat luôn, để cho vẽ cái line nó ra nó nét. Nè nhìn nè cả nhà, nhìn nè cả nhà, nhìn nó sai, nhìn nó clear nè cả nhà. Đó. Đó, nhìn nó trong nè. Nó trong không có miếng bụi luôn. Đó. Đây là xài cái Arch Gel Design đó mấy anh chị. Để chuyên làm cover cho encapsulation, cho bột, rồi cho gel, cho tháp gel, rồi là xài cái này hết á. Đó, đầy đủ đẹp chưa? Móng này là đắp đúng một cục đi ra và xong. Đắp xong một cục cái đi ra tính tiền luôn. Khỏi dũa. Rồi, kia baby. Rồi, đang xài crystal top nha. Đẹp hả One Night? Đây nè, em xài cái này nè. Mới, hoàn toàn mới luôn. Cái chai số 2 là chai Label, chai số 3 là chai Finish. Phải bỏ chai Finish lên, hơi đèn xong rồi mình mới đem ra dũa nha mấy anh chị. Đây là cái chai Bonder là để mình bỏ cái design lên. Và mình build được cái móng nó dày như vậy. Something new. Rồi bắt đầu tới vẽ nè. Mệt rồi nè, mệt rồi nè. Đó. How long is it? We didn't pay attention. 35. Oh, little more. Not yet. Ok. Có anh chị nào có thắc mắc gì không cả nhà ơi? Vậy em bỏ cái này ngược lại vô trong cái set art shell. Đó, trong cái kit của nó là nó sẽ có một cái chai encapsulation gel,
super strong and super clear. Một chai Bonder Art Gel. Chai số 2 là Level Gel. Mình kéo cái đường hai bên cho nó thẳng và nó đi, mình vuốt chỗ nào mà thấp thì vuốt lên cao được. Và số 4 là Finish Gel. Một cái kit này à. Rồi bắt đầu bây giờ mình vẽ nha. Giờ mình sẽ đi cái line màu hai bên đi vô. Trước tiên là em lấy cái màu của đây, Light Art Gel. Đi từ gốc đi xuống. Để ngồi xéo qua một bên nó, để ngồi nó thẳng. Dễ nó bị lem rồi. Chùi nó ra nè. Ok. Cầm cái cò vuốt thẳng từ trên vuốt xuống. Rồi đi qua bên này vuốt ngược lại. Trời ơi. Vẽ line mà bỏ lên camera vẽ vuốt muốn dẻo xương sống luôn á cả nhà. Ta vuốt con đường là xong mà nãy giờ bỏ lên cái góc bên kia. Vuốt quẹo luôn cái xương sống qua bên vậy đó. Ok. Rồi. Mình sẽ cắt một khoảng cho vẽ cái đường khác. Tại sao không có vẽ liền mà phải cắt một khoảng ra? Đó là vì mình vẽ liền thì cái treo của nó sẽ bị lem với nhau, nó sẽ không có ra nét, cho nên mình cắt một cái khoảng cách cho nó một cái màu, mình tưởng tượng nó một cái màu vậy đó, rồi mình mới đi cái màu khác kế bên. Thì như vậy là cái cách mà mình đi một lần mình hơ được 2-3 màu mà nó vừa nhanh mà nó vừa không có bị lem, giữ nét được cho mình đó. Rồi qua bên này. Này nó còn hơi cong. Ok. Rồi cắt một màu đi tới một màu khác. See, I do this way is much faster. Em đi cắt một màu rồi vẽ tiếp cái màu khác. Thay vì một lần mình vẽ một màu, một lần mình vẽ ba màu rồi mình cho nó hơi đèn luôn để cho nó khô. Rồi sau đó em cho đi hơi đèn 30 giây. Clear ra. Light Art Gel rồi, xong chai màu tím nha, dẹp nha. Xong chai màu vàng nha, dẹp nha. Xong chai màu xanh lá nha, dẹp luôn nha. Bây giờ mình còn hai màu còn lại, đó là màu blue and màu cam. Để qua bên. Rồi. Đó, làm gì cũng phải có trick phải không cả nhà? Sau khi 30 giây là màu treo đã khô, lấy ra, bắt đầu mình đi lại cái line bên kia. Highlight. Cầm vuốt cái góc này cho nó sạch. Giữ cái cọ treo cho nó thẳng, nó đủ màu cho nó thẳng. Rồi sau đó đi. Vuốt từ góc cho nó đủ treo. Có thể đi từ dưới lên hoặc đi từ trên xuống là tùy mình.
đi làm sao nó thẳng là được, khách nó không có quy định mình phải đi từ dưới lên hay đi từ trên xuống. Rồi chỗ này thì nhẹ tay cái cho nó đủ màu treo đi, vuốt nhẹ cái cho nó thẳng chỗ này đi. Đó, thẳng chưa, thẳng chưa, thẳng mà không có bị lem. Tại vì mỗi một màu mà mình đem mình đi hơ đèn nó lâu lắm. Mình biết là ba mẹ mình đẻ mình ra cái gì làm cũng nhanh, nó phải nhanh, làm lâu không chịu, làm lâu bực quá. Cho nên nghĩ cái cách, cái gì, mấy cái gì mà làm design, làm gì là phải làm cho nhanh. Rồi xong. Bây giờ quay lại màu xanh dương, cũng y chang như vậy, mình vuốt từ trên này xuống cho nó sạch đi nè. Đó, đó. Rồi bắt đầu vẽ một line vô đây. Từ đây chấm 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 chấm. Rồi quay qua bên này cũng vậy. Ta nói từ khi có cái live art treo, cuộc đời sống nó dễ dàng hơn. Cuộc sống bớt khó khăn đi một chút rồi cho hơi đèn. Đó, 24 màu treo lần nha mấy anh chị. Trong này nó có mấy cái màu pastel rồi màu nổi luôn, để cho mình xài cho nó dễ. Đó. Rồi, bột ngân xài màu hôm nay là 209 nguyên collection của Zblam, là màu chuyên cho ombre rất là nhiều. Và một cái nữa là mấy anh chị bây giờ nó đang có cái deal trong năm nay, nguyên năm 2022 này luôn á, là mua một set bột tặng cho mấy anh chị free một set treo đi kèm. Chai treo của nó đây nè, đó, chai treo nó đậm đặc lắm. Mua một set bột vừa đắp vừa dip này là tặng một cái set treo đi kèm. Đó, mấy anh chị thấy không? Đậm đặc cho nên sơn rất là đã. Xong rồi nè cả nhà ơi. Kính thưa cả nhà, là mẫu để vẽ của mình đã xong. Bây giờ mình đi top coat nữa là mình cũng xong. Rồi, top coat thì em sẽ xài matte top coat. Vuốt hai bên cho nó sát vô. Vuốt hai bên nó ôm sát vô vậy nè cả nhà. Cầm lộn cái chai rồi, cái chai này là xài cho glitter. Cho nên là trong này nó có một số cái màu glitter nó hơi nhuyễn. Top coat của Ngân xài khác nhau hết đó mấy anh chị. Chai glitter là chỉ xài riêng cho glitter thôi. Ở cái ngón này cũng là mát. Chai mà xài màu solid là riêng cho màu solid. Chai xài cho pink and white, màu white á, là xài riêng cho màu white luôn. Như vậy nó mới giữ được. Mình rub nó một số cái màu, một số lỗi đó nó hơi khó chịu, cho nên mình phải rub nó riêng ra. Rồi, sau đó cho đi hơ đèn. Bảo quản cọ quẻ không bị cong. Dạ, bảo quản cọ quẻ không bị cong. Cái lúc mà mình cầm mình nhét vô nó cũng quan trọng lắm nè. Nè, cầm cái cọ mà nhét vô cũng quan trọng lắm. Tại vì á, cái treo vẽ của mình nó đậm đặc, để cho nó ra cái pigment màu nó solid. Mình vẽ một lần là xong. Và khi mà mình bỏ cái chai vô á, mình chỉ thấy cái lỗ này nó như vậy, thì mình dịnh cho nó có cái điểm tựa trên cái này. Rồi mình để thẳng vô nè. Đó, mình để thẳng vô vậy nè. Đó, mình chỉ thấy không, thì nó sẽ không có bị cong cây cọ. Còn nếu như mình không có dịnh, mình chọt ngang vậy nè. Đó, nếu mà mình chọt ngang vậy nè, tưởng tượng mình chọt ngang vậy nè, cái treo của nó đặt. Nếu mà mình chọt ngang, nó nằm trên cái thành vậy nè, đúng không?
đó, mà nó đi vô thì nó sẽ dính ra trên cái thành và nó dễ bị cong. Khi mình để có điểm tựa vậy, mình để thẳng vào chính giữa thì cái cọ của mình nó sẽ hạn chế cái việc cong rất là nhiều. Rồi ra cái mẫu đây cả nhà ơi, mấy anh chị thấy thích không? Rainbow Nail Glitter. Rồi, thank you cả nhà đã dành thời gian theo dõi nha. Đây là tất cả những sản phẩm cần xài hôm nay đều là sản phẩm mới của công ty, có sẽ có trong tuần này cho mấy anh chị, từ encapsulation gel cho tới bông khô á, bông khô loại này là cũng tuần này mình sẽ có trên website cho mấy anh chị mua luôn. Loại này nó khác với những cái bông khô bình thường là nó có thêm những cái chấm nhỏ xung quanh, cho nên là trong tuần này em có lên website để cho mấy anh chị mua nha. Đó, cái kiểu bông của nó khác với các kiểu bông bình thường đây nè. Rồi, thank you cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mấy anh chị ở bộ móng kế tiếp. Bye bye.